bình thường. Lâu lắm rồi anh em mình không ra đồng làm ẩm thực rồi mọi người. Hôm nay anh em mình quyết định làm một clip gọi là khá là hay hò đấy. Ruộng nhà mình rất là nhiều dơm. Ruộng nhà mình thì nó hơi quá. Này, anh lại bảo là đồng của nhà anh. Nói chung là đồng của mình thích đốt dơm chỗ nào đốt, anh em mình có thể đốt cả cái đồng người luôn. Tại vì đốt dơm là tốt cho ruộng ấy mọi người nhá. Giả dụ như cái dơm này sau này các bác các chú cũng phải gom lại để đốt một phát để lấy cái giò cho nó tốt ruộng ấy. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định đốt hộ. Đấy. Thế nên là không ai nói anh em mình cái vấn đề này cả. Hôm nay anh em mình sẽ làm một clip tí nữa anh em mình sẽ gom hết dơm ở đây đốt con cá này. Thôi, con dơm nó thấy chuột thế nào anh ơi? Kệ nó. Trêu thế thôi, thực chất là hôm nay anh em mình sẽ làm một món khá là hấp dẫn nhá. Cá đốt, đốt không phải là đốt trực tiếp mà anh em mình sẽ quay xung quanh dơm để đốt. Và dùng dùng một thứ khá là hay nhá. Dùng fly can để quạt. Tí nữa. Dùng máy bay để quạt nhưng mà bây giờ phải cho con cá này vào kho đã. Hôm nay anh em mình kiếm được con cá bé quá, không xứng tầm gì cả. Con này là hôm qua mình đi câu ấy mọi người ạ. Thử ngươi đít đồng. Vâng. Ok ông ơi. Anh cứ chuồng em hôm nào nhá. Em xuống kia em câu được con ô tô này cho anh xem. Xuống một câu. Đợi đấy, con ô tô đấy là đang đi săn ô tô. Thuộc về mình thôi nhỉ. Nên em đấy nó vẫn đang chờ mình biết nó ở chỗ nào đấy. Mà mình bắt đầu tiên tri này, mà biết quăng ổ ra bắt đầu. Đấy, hôm nay nướng rất là đơn giản đấy mọi người nhé, không cầu kỳ phức tạp làm gì cả. Chỉ cần khứa anh em mình dưới mắm lên thôi. Nó sẽ thơm. Nó giữ vị hơn anh nhỉ. Ôi. Từ. Để cái gì để đóng chặt cái này đã. Đấy. Từ. Được. Để cái nước lên chứ. Mà lại cá nhầm nhảy á. Tao đang đói run chân rồi. Đói gì làm nhanh lên. Sợ. Mắc rồi. Ui, chắc là nó mắc vào ghé kia rồi. Điên này. Đói quá, tay chân run hết. Quên hôm qua không làm một chiếc canh cá nhỉ. Hôm nào anh em mình lại làm lại món tiết canh cá rất hoàn hảo nhé mọi người nhé. Đúng rồi. Vẫn phải anh em mình chưa món được món tiết canh cá nào hoàn hảo đâu. Mà nhìn người ta ăn ngon, ôi là ngon. Ăn phê, ôi là phê. Nói run chân. sẽ cứa toàn bộ con cá ra như thế này nhé mọi người nhé. Để tí nữa là anh em mình sẽ dưới mắm lên. Mắm không. Cá chấm nướng mắm và mắm rơm. Nhìn nạc nhỉ. Cá chấm cắm rơm. Ngon rồi. Chỉ thế nữa thôi, đơn giản. Ai da. Điều nghệ à? Lỗ hơi bé. Anh cứ dọn nhiều vào cho nó ngấm. Mắm không nha mọi người nhé. Ok, ta vơ dơm ạ. Giờ sẽ vơ thật là nhiều dơm xung quanh nhá. Xa xa đâu, nóng đấy. Đây là quả lò bắt quái của anh em mình nhá. Tí nữa sẽ đốt một phát là mọi người biết là tốc độ bùng của dơm nó như thế nào. Mình chỉ sợ là con cá nó cháy mất thôi. Chắc đủ rồi đấy mau đệ. Anh ơi, cái này là quả lò bắt quái này. Bây giờ ai mà đứng trong nơi mà đốt thì chắc là thôi. Đây là cái lò nướng thủy quái của anh em mình nhá mọi người nhá. Hơi bị đỉnh luôn. Bao ngon bao phê.
nhưng không phong bao đổi. Về để đốt đây anh ơi. À đốt đi. Đó đây. Tầm 3 4 chỗ mà. Cả năm người phải châm vào trong. Ấy, nhanh lên, nhanh lên. Bắt đầu đây. Cho phần lại cam nó lên nhá. Ôi, mắc rồi. Máy bay tí nữa thì bị tiêu mất. Tí nữa bị tiêu mất máy bay mọi người ạ. Quả này dễ ơi khó lắm mọi người ạ. Máy bay của mình bay lên tít trên rồi. Quả này là được ăn cá hun khói rồi. Ôi, khá là cao rồi. Rồi cho nó xuống nhá. Cho nó xuống mình sẽ cho mọi người xem từ trên cao cái đoạn gần gần thôi để lấy phần lai cam để quạt nhá. Thank you.
Ôi, nhắn gì thôi. Con mày quay, con mày vô lấy cơm của anh em mình à? Sợ khói mày à? Nó thấy khói là nó bắt đầu, nó báo cảnh báo, cảnh báo không xuống được. Xuống được hết. Ấy, thấy chưa? Thấy tóc khói chưa? Đấy nhá, xuống chưa đây? Cậu biết sai luôn, như ông luôn luôn kìa. Ui, nó quạt mạnh ấy, nó quạt mạnh quá. Lấy vào hai cam xúc lửa cho nhanh chín nha mọi người nha. Ui, bỏng rãy luôn. Bỏng à? Bỏng rãy luôn, thôi tạm thời cho nó nghỉ đi. Bây giờ anh em mình phải chăm sóc cho con cá nó chín nữa, không nghịch nữa. Lúc nãy để rơm xa quá, bây giờ anh em mình sẽ phải lấy rơm cho gần và để cho nó chín đi nha mọi người nha. Ui xa. Con cá sau một lần à, sau lần đầu tiên anh pha nướng đầu tiên này. Đấy, đã bắt đầu săn thịt ngon dần lại mọi người ạ. Ok, được hơn một tiếng là phải đến, đúng hơn một tiếng là trời gần tối rồi mọi người. Bây giờ anh em mình bắt đầu khui hàng nhá. Nhưng mà nó bị đổ mất rồi mọi người ạ. Hơi nhom nhem tại vì khi anh em mình đốt nó nóng quá, nó cháy cây. Nóng quá anh em mình bỏ đây cháy cây, thế là nó đổ mất rồi. Giờ phải khui nó ra xem là không biết là ngon không hay là ói khói anh nhỉ. Không biết là như thế nào đây. Ui, rất kỹ thôi anh ạ. Đang nghĩ không ổn. Lạnh như chút nhiều. Ê, ok đấy, quê anh ơi. Chặt đôi cây ra mà khều. Tao chưa thấy cái chữ ok nó ở đâu cả. Ok đấy. Nhầm. Đâu lấy cái mâm ra đây. Mâm mất. Ông chích được chưa cơ. Tôi nhầm nhầm. Tại hôm nay mãi tự dưng lại đi tìm chuột. Thế ôi, nóng. Ôi ôi. Được không anh? Coi như là được. Ôi. Món này của anh em mình bị lỗi rồi mọi người ạ. Hơi lỗi. Lỗi kỹ thuật là do anh em mình đi đuổi chuột. Đuổi chuột là khi mà cái đấy nó cây này nó cháy, thế là nó đổ mất. Anh lấy mấy cây rơm gãy đi. Dính than quá. Thế là anh em mình lấy rơm chui chui ra. Vớt vát ăn được thì chắc là vẫn ăn được trong mọi người ạ. Thoải mái, nhưng mà nó hơi không được đẹp tí thôi. Nào, chụp cái mâm ở đây. Đấy, lật cái mặt tiền lên. Lật cái mặt tiền lên. Ồ, mặt tiền cũng như mặt sau. Thôi bây giờ anh em mình vừa ăn vừa bắt quả già. À, đi lên đây đã. Ăn kéo lại thơm ấy chứ. Chín. Ua. Thôi, cũng tạm ổn. Cho cái tội công tác lười. Không có khói đâu. Đi, đến đây. Let's go. Ui xa. À, hơi nhom nhem tí. Bây giờ phải lọc bỏ phần nhom nhem đi mọi người ạ. Cần gì anh em mình quét là được mà. À, đẹp. Xa, ngon luôn ấy. Đẹp. Ai bảo là không đẹp. Đấy. Thấy chưa? Nào. Em lại trắng như tờ ngọc trinh. À, nào. Nào. Không hề đấy một tí nào nhá. Ôi, lại còn chín ngon nữa nhá. Đây. Nào. Ui, trắng bâu luôn mọi người ơi. Nhìn ngon chưa? Cục thịt nó săn lại cho nó chắc này. Đấy, ai bảo là không ngon. Đấy,
ngon luôn anh này. Thôi nhưng mà chắc lắm, ngon lắm mọi người ạ, thơm thơm ấy. Mời tất cả mọi người nhá. Thơm thơm cực. Ừ. Ngon đấy nhỉ. Mình cứ tưởng oai khói nhưng mà không hề oai khói nhá mọi người nhá. Cái khói thơm mùi rất là dễ chịu. Đáng đổi. Mùi khói rơm nó thơm thơm thoang thoảng vào cái này này. Nó mặc dù là nó hơi bị cháy ở bên ngoài do anh em mình lười. Tức là không trông ấy, để nó gãy mất cái đốt ở dưới, thế là nó đổ xuống, nó rơm nó phủ lên. Thì nó chắc nhá anh ạ. Thế là anh em mình quyết định phủ lên đốt. Thì nó chắc cực anh ạ. Nếu mà hong được xung quanh nhá là nó sẽ chín vàng lượn ra ấy, dưới kia ấy. Ừ, sẽ ngon. Nhưng mà như thế này cũng rất là ngon đấy, thấy chưa? Không hề có một tí nào gọi là bẩn nhá. Dơ mới ngon lắm ạ. Chủ yếu giá đồng là nó mát và mùi rơm nó thơm. Ăn nó chắc thì đến bao nhiêu anh nhỉ? Nó làm săn con cá. À, con lô 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 sang đây. Lô lô lô. Sao nó đi với anh mà anh bạc đãi nó thế nhỉ? Đây. Anh phải nhớ đến nó cho nó ăn đầu tiên. Ừ. Đây đây lô. Đây. À lúc nãy nó bắt con chuột cho nó ăn no rồi. Đây đây. Đấy. Thôi cho quyết định cho nó hẳn một miếng gọi là tử tế tí. Đúng rồi. Ai lại đi cho nó ăn da như thế? Đi da nó cũng là đệ cứng của anh em mình. Lô đây đây. Ngại vào hình. Ngại. Tí nữa là dò vào đấy mà. Đấy đấy thấy chưa. Đi săn chuột nhiều quá đau à. Chân. Cảm giác nó, cảm giác cá nướng kiểu này nó cũng nhũn thịt ra nhá, mềm nữa nhá. Này. Nó khúc khúc. Gắp cũng khó nhá. Đấy. Úi, đấy. Hay là cái đũa trơn nhỉ? Khả năng cái đũa nó trơn. Đũa chê trơn. Nước chấm chua ngon cực. Ảnh. Cẩn thận vào gãy răng. Chặt vào răng. Thịt nó cực chắc luôn mọi người ạ. Hôm nay định rủ tất cả một đàn chó của Mao Đệ đi nhưng mà nó bị nhốt không ra được vì đang làm sân. Đang làm sân, nếu mà thả lũ tiểu yêu ra thì lũ tiểu yêu nó nhãm hết này. Thì nhà Mao Đệ lại không cần kể lát lát kể qua mà nghe. Tại vì hoa văn thần chó nó nhiều quá. Hoa văn thần năm cánh chưa đấy. Nên phải xích hết lại. Nhà ai bảo là bắt đầu đổ bê tông chân là và có chó là đây hoa văn là biết ngay. Đâu. Nhà này có chó. Nhà nào mà đổ bê tông sân mà muốn in hoa văn hay vẽ vời gì thì cứ gọi Mao Đệ. Là đệ hotline Mao Đệ Nguyễn Văn Dũng. Dẫn đàn tiểu yêu đến dẫm cho một lúc là thành hoa văn đẹp luôn. À, bao đều. Bao đẹp. Chân đều cực tại vì đàn nó cứ sàn sàn với nhau. Nhưng mà có con mất ngón. Mất ngón. Hả? Có con nào mất ngón. Mày cắt hết huyền đề luôn. Sao gọi là chấm phẩy huyền đề. Không phải là cắt huyền đề kia đâu, nhưng mà chó săn ấy thì phải cắt huyền đề mọi người ạ. Vì con nào mà có huyền đề là cái lúc nhỏ nhỏ ấy là phải cắt bỏ luôn mọi người ạ. Không có là lúc nó đi săn ấy là nó mắc dáng mắc cây rừng là nó vướng nó đau nó ấy. Là nó luôn. Nào. Đây, vì sự trung thành của em. Nhưng mà cái đầu này trong óc nó ngon này. Thôi cho nó đi, ngon thì mới cho. Em này, sang đây. Đây, ăn lại gần đây mà ăn. Đấy. Đấy rồi. Phong phóng. Đấy. Chiều mát mát này cứ ngại à? Phóng ra đây dẫn một đàn chó ra về cực đi đuổi chuột, về cực tập thể dục. Không vẻ gọi là đi tập gym à. Em mẹ bắt đầu uống thuốc giảm cân các thể loại tập gym. Mình chỉ cần gọi là uống
vài cốc trà xanh. Hôm nào anh em mình sẽ bật mí cho mọi người cách anh em mình giữ được cơ thể trong hồi chiều mạnh, cường tráng mặc dù là ăn rất là nhiều. Chiều chạy ra đồng được chuột với cực tê lắm xuống mọi người ạ. Thế là thể lực kinh điển. Mùa này tuy là mùa gặt xong rồi nó chưa có, nhưng mà nó chưa có chuột mấy, tại vì bắt đầu vào đông á thì chuột nó chuẩn bị kiếm thức ăn để tích mỡ để dự trữ cho mùa đông á. Thì sau vụ gặt này này bắt đầu đến cuối kiểu như vụ sắn bắt đầu có củ ấy thì bắt đầu chuột nó mới nhiều, anh em mình mới bắt đầu mới đi đuổi. Còn giờ tầm này thì nó chỉ có lác đác thôi. Mai anh em mình sẽ đi bẫy sắn vụ màu ít. Bẫy thì nó sẽ được ít hơn, nhưng mà thôi bây giờ thèm thịt chuột lắm. Mua này nó chủ yếu là nó đẻ với cả nó nuôi con. Mà nó nuôi nhanh quá đấy. Tầm độ 2 tháng rồi. Ăn gom gom. Nhanh rồi. 2 nữa là thô ấy. Ngon quá đấy mọi người ạ. Khả năng mình sẽ lọc lấy bộ xương để về nướng. Rán. Ngấy quá rồi mọi người ạ. Chỉ anh em mình chỉ hết được tầm 2/3 con này thôi. Ba anh em mình chỉ hết được 2/3 con này thôi. Con lô cũng hết một cái phần đầu, chắc là hắn cũng là ngấy rồi. Nhưng mà tiếc quá nhỉ. Anh em mình lấy bộ xương về chiên siêu cay. Đây. Chiên giòn siêu cay. Tiếc quá, chỗ này thì làm nào? Mang về. À thế thì thịt. Mang về ăn cơm. Ồ, bằng kì. Ừ, rồi đấy. Ui, thịt nó như kiểu thịt này. Ăn cá với ăn lẫn cơm mọi người, cái đường đơn ngán ăn lẫn con này mà ăn không, lẫn không cơm cần. Mày không cần đâu, mày hám mồm anh bảo. Đây này, đây là cái một miếng của chân cua hoàng đế nhé mọi người nhé. Mọi người hãy nhìn bao đệ làm này chỉ có một em lần. Phải nhìn thôi, em phải nhìn em phải ăn. Không, cái miếng này nó rất là trắng, mình sẽ tưởng tượng nó là một miếng chân cua hoàng đế, không phải cá nhé, đây không phải cá. Phải anh cá. Ơi, chấm chi cho một tạt này. Mình chấm vào tay em. bón đấy, chấm bón đấy. Đây. Chấm bón đấy. Xì dầu mù tạt này. Xì dầu mù tạt đấy. Từ từ nhé. Đây, từ. Quét cho này nhiều mù tạt này. Đấy, cho một tí gọi là cục mù tạt, mù tạt trắng. Không. Ai, ngon không? Chân cuông. Chân cua nóng thương quá. Không được. Cũng bỏ tường. Đáng như là nó bắt đầu gọi là cho đang ăn tưởng tượng này đấy. Làm chưa? Ý suy nghĩ nó lên đến đây rồi nó tụt mẹ nó lít luôn. Chán được. Nhưng mà vẫn là cái như mình mang về ăn cơm này. Món cá này không so sánh, thể sánh được cua với cua hoàng đế đâu mọi người ạ. Nhưng mà đốt này nó giữ được hương vị ngọt nhất và ngon nhất. Trông nó nhom nhem đấy thôi. Nó sẽ ngọt hơn là nếu mà anh em mình nướng khô mà đẹp. Nó ngọt hơn. Hôm nào anh em mình sẽ cho mọi người một siêu phẩm. Hôm nào đi câu nha, anh em mình câu được con chấm đen khoảng tầm 12 đến 15 cân mà kể cả 20 cân nhé. Anh em mình sẽ làm kể cả câu được con ô tô. Xong rồi xin luôn cái con cá đấy. Lấy ô tô đi về. Thôi là con cá đấy sẽ để tính sau, còn bây giờ anh em mình xin phép kết thúc video ở đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Bây giờ anh em mình đi về bây giờ không, anh em mình phải xuống dưới kia có một bãi tăm chuột để mai anh em mình đánh bẫy đánh cạm ấy. Xin chào tất cả mọi người nhá, bye bye tất cả mọi người nhá, anh em mình phải đi thăm dò ở đây. Đi.